đây là hãng cá Master nha, CJ Vina tên của nó đó. Đây là ngay giao giữa đường Bờ Kinh ấp 2. Ấp 2 này là ấp 2 xã Mỹ Yên. Đây đường này, đường này xe chắc cũng khoảng 5 tấn 6 tấn đi ok. Đây mình chạy thẳng hoài luôn, chạy thẳng hoài cái chừng một cây số hơn á. Rồi bắt đầu mình rẽ qua chút xíu thôi là đường đó thì nó hơi nhỏ nhưng mà đường ô tô chừng 4 chỗ đi ngon lành á. Cái nền này là năm 24, trước đó là người ta gửi Văn Thanh là 750 á, bây giờ kẹt tiền bây giờ bán 650 luôn ha, bán nhanh luôn. Này là đất thổ cư. Cái nền của nó là 10m. 10m nhân 24m nhưng mà người ta sẽ cắt ra là 5m nhân 24m nha. Cái kế bên là người ta làm nhà là người ta còn vừa 5m. Bây giờ người ta cắt ra người ta bán. Sổ này thời điểm này thì cắt cũng hơi khó nha bà con, tại lý do là nó vướng vô mấy cái nghị định gì đó, thì bà con mình về cứ công chứng xong rồi sổ chung mỗi người một sổ hết ha. Công chứng nó gọi là công chứng vi bằng đó, mỗi người sổ. Đường này mình qua chợ Gò Đen. Đường này mình đi lên chợ Bình Chánh. Đây là quốc lộ 1A. Đây mình chạy vô đó chắc qua tới miếng đất luôn, chắc độ khoảng chưa tới 2 cây số đâu. Là đi tới văn phòng ấp 2 đó nha. Khu này thì nhà dân đông lắm. Nó có hai hướng vô, một hướng mình đi thẳng đây, còn hướng mình quẹo đằng kia vô là đường kia đường ba gác thôi. Thì ở ngay ngã tư này hôm trước Văn Thanh cũng có quay cho bà con mình coi rồi đó. Đây là văn phòng ấp 2 của xã Mỹ Yên nè. Cách đây mấy bữa Văn Thanh cũng có đưa một cái clip đó. Là clip nằm ở trong đây là chỗ này nè. Đó, nó nằm cái nền gì nè, năm 30 là người ta nằm ở hướng tây. Ta báo giá là 1.450 đó. Còn cái nền mình thì mình đi đường bên kia. Đây là cái bờ kênh nha. Bờ kênh. Thì hồi nãy cái hãng cám là đó, hãng cám ở ngoài đó là nãy Văn Thanh đứng ngoài đó. Chạy ở đây khoảng cây số nè, là nó bờ kênh. Thì bờ kênh này chạy thẳng qua luôn thì đường bên đây. Bên đây thì người ta nó có số riêng ha, năm 30 người ta báo 1.450, nhưng mà bên đây là của mình là 10.24 nhưng mà ta cắt ra 5.24 người ta bán nha. Thì nó có 650 thôi, nó chênh lệch rất là nhiều nha bà con. Đất nào cũng đất thổ mà ở được hết á. Đất Văn Thanh vô quay cho bà con thấy là căn nhà kế bên ta làm rồi, người ta chỉ còn cái nền người ta kẹt tiền người ta bán thôi. Cái đường này là mình ra trường học Mỹ Yên rồi ra ủy ban xã Mỹ Yên là đường lên chợ Tân Mũ, đi rất là gần. Lát Văn Thanh vô là Văn Thanh quay cho bà con mình thấy ha, nền rất là rẻ luôn. Năm 24 mà đang báo có 650 à, lúc trước kêu 750. Còn đây là năm 30 mà hơn nhau có 4m thôi mà người ta báo thêm 450 đó bà con. Tranh thủ nha bà con. Thì cái nền mình sẽ đi vô đây, đó, đi vô đó rồi quẹo qua. Qua nằm ở cánh sau đó, đó. Thì tiện thể Văn Thanh dừng lại, Văn Thanh quay cho bà con thấy nè. Cái dự án này là nó khoảng 2.800 mét thổ cư nha. Thì phân ra đâu được mấy nền, một nền 500, 300 đó. Thì như vậy một cục này á, là đang bán là một mét vuông là 6 triệu nha. Nhưng mà khoảng độ 500 á, tính là một nền như vậy là 3 tỷ. Có nền 200 mấy mét nữa. Thì có một con đường đi chung vô là nó là đất lúa, đi chung ta bỏ ra. Người ta phân lô 500, 300, 400 đó. À, lô lớn không nha. Thì 6 triệu một mét vuông đó. Ở đây là dự án này nè. Này, trước đó gửi đó còn biết gì giờ giá như thì Văn Thanh không biết nha. Đó, còn đất của mình thì nằm trong đây một nền chỉ có 650 thôi. Tranh thủ nha bà con. Đây thì đó phân lô như vậy nha bà con. Đó, chẻ vậy nè, đó, chẻ như đây. Chẻ như đây. Của mình đó nằm trong đó. Thì đây ha bà con. Đó, đất của mình phân theo lô dày là đó, hoặc là lô bên đây vậy ha. Cặp bên cái nhà đó là cái nền mình sổ chung với cái nhà đó luôn. Mà người ta tách ra làm hai sổ rồi ha, mỗi sổ là 10 mét nhưng mà sổ chung nha, sổ chung hai người đứng. Như bên đây ông này ông đứng là tên A với tên B, thì bên
À, ông này là ông sổ có ông 10 mét luôn, 10 14 nhưng đứng chung là Nguyễn Nhân A, Nguyễn Nhân B hai người. Thì sổ chung bên đây cũng ra một sổ luôn là cũng Nguyễn Nhân B, Nguyễn Nhân A. Đó mọi người dương sổ ha. 10 mét. Đó người ta phân lô đây cứ 10 mét 10 mét hai anh em người ta vô ta mua đó. Xe hơi vô thoải mái nha bà con. Còn đường đi thẳng qua là xe máy. Hướng mình là hướng đông nam hay gì á. Hướng hướng mặt trời mọc à. Đó, hướng mặt trời ha. Nhưng mặt trời nắng sáng. Đường này cho thẳng hoài ra ngoài được luôn nhưng mà đường này ba gác thôi nha. Phân lô của mình về vậy. Ở đây có số của cò nha bà con chứ không phải số chủ đâu nha, Văn Thanh báo luôn đó. Để vô mất công nói chủ rồi gọi rồi mua. Thực ra cũng là cò. Mua cò nào cũng vậy, mua giùm Văn Thanh thì Văn Thanh cảm ơn. Công tình Văn Thanh đi quay ha. Đi quay vô gặp số cò cứ gọi. Nhưng mà không sao, giờ nếu mà cò người ta nắm số số chủ mà người ta bán rẻ hơn bà con cứ mua không sao hết ha, có duyên thì gặp thôi. Ở đây thì mình bờ kênh, con kênh mình rất là nói chung là chưa ô nhiễm ha, kênh ở đây thì thoải mái, về đây câu cá đâu không có bị đen, có nhiều con kênh đen thấy ghê lắm, còn kênh này thì nó hơi màu, nó hơi màu của phèn á chứ không được trong. Rồi Văn Thanh báo lại nha, đây là nền 5 nhân 24, giá 650. Không ai trả giá nữa đâu bà con. Lúc trước là báo Văn Thanh cũng 750 rồi, xuống xuống 700 này về xuống 650. Cận Tết quá rồi người ta cũng cần tiền ha. Ở đây ấp 2 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha bà con. Rồi, ai có nhu cầu tranh thủ alo Văn Thanh nha. Cảm ơn nhiều nha bà con.